Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong clip ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Ngày mai là anh em đã phải đi học đi làm rồi. Đấy, ngày nghỉ nó trôi qua nhanh lắm. Thế nên là các anh em đã chọn cái clip này của tôi để anh em xem vào cái dịp cuối tuần. Thì tôi xin được chúc các anh em là xem clip giải trí và vui vẻ anh em nhé. Và đầu clip như thường lệ tôi xin được cảm ơn anh em Sơn Vũ Cao. Anh em Sơn Vũ Cao, một trong những cái anh em fan cứng ở trên kênh Game Today từ rất lâu rồi. Và tôi xin được cảm ơn và chào mừng anh em Sơn Vũ Cao đã chính thức trở thành hội viên của kênh. Anh cảm ơn Sơn nhá. Xin được cảm ơn anh em Minh Lâm. Và xin được cảm ơn anh em Phượng Sò, hoặc là Phương Sò. Nói chung là tên anh em không có dấu, là tôi cũng không biết là tên của anh em chính xác của nó là gì. Nhưng mà rất là cảm ơn hai anh em đã đăng ký làm hội viên mới của kênh. Cảm ơn anh em đã trích phần thu nhập của anh em để ủng hộ kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ngoài ra tôi xin được cảm ơn anh em Phong 69, anh em Quân Chu, anh em Đăng Khoa, anh em Rin Chết, anh em Hùng Mạnh, là những anh em hội viên đã đăng ký hội viên từ những cái tháng trước. Và các anh em đã vẫn tiếp tục gia hạn để ủng hộ tôi trong cái tháng này. Cảm ơn anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, chúng ta đến với cả con game ngày hôm nay. Đấy, trước khi đến với con game hôm nay, anh em cho tôi hỏi chút là ngày hôm qua của anh em như nào. Hôm qua anh em đã xem được cái bộ rất là mạnh của tôi giới thiệu anh em là cái bộ Hunter Beast ấy. Đấy, thì anh em đã chơi thử chưa? Ui, hai con gấu đù này. Trời, con này là phải chơi anh em ạ. Gấu đù ra là phải mua. Không cưỡng được, không cưỡng được. Bây giờ gấu ra, gấu ra dễ lắm anh em ạ. Thấy mọi người ra rất nhiều gấu, chơi gấu rất sường. Đấy, tôi cũng chơi thôi. Tôi cũng bỏ gấu lên, tôi câu ra. Biết đâu nó lại ra anh em. Đấy chưa. Ở đây có 4 nhà câu gấu rồi này. Đấy, ai hên thì người đấy ra thôi. Nhờ, chơi giờ chuyện tử chơi bằng hên mà. Đấy, nhưng mà ngoài việc chơi điện tử vào những cái đội hình mà hên ra như anh em nhá, thì anh em có thể là anh em chơi vào cái đội hình hôm qua tôi giới thiệu cho anh em. Rất mạnh đấy. Đấy, các anh em hôm nay có những anh em mà confirm lại cho tôi rồi. Rất là ok luôn. Đấy, anh em confirm lại. Ây à, đồ này không ghép được cái gì cả. Cho cả cái like này. Nhưng mà không có nhẫn lé. Vấn đề ở đây là nó không có nhẫn lé anh em ạ. Không có nhẫn lé. Đùa, không ghép một cái gì luôn. Thôi, không like đâu. Nhận thấy là ở đây là có thể nhiều ma lăng, có thể chơi bắn trưởng. Từ từ câu ra con gấu mết anh em ạ. Câu gấu mết chơi 12 con, được. Hợp lý chưa? Rồi, trận này Eco tranh thủ đầu game nói chuyện với anh em. Đấy. Đội hình yếu rồi thì biết làm nào. Bây giờ phải ra 2 sao thì mới chơi được anh em. À đây rồi. 2 sao đầu tiên à? Unicorn. Chưa được anh em. Bây giờ ấy, Heaven Bomber lên được 2 sao thì chơi nhá anh em nhá. Heaven Bomber lên được 2 sao thì chuyện tử. Không thôi. Phải có đam anh em ạ. Trận này không có đam thì không chơi được. À, chúng ta đợi một chút. Không có Blink. Trận này cũng không có Blink này. Không ghép được Blink. Anh em thấy không? Ở đây ghép được cái xung kích. Nhưng mà cái xung kích thì ghép là phí lắm anh em. Cái trượng ma pháp ấy, chúng ta có thể để dành chúng ta ghép cái huyết trượng. Hoặc là cái gậy tà ác ấy, nó khỏe hơn rất nhiều. Còn cái Blink nó sẽ giúp cho bắn trưởng, tung trưởng sớm. Đấy, xung kích thì cũng chỉ là giúp cho tung trưởng sớm thôi. Còn cái đam thực ra về late game thì nó phế đó, nó không ăn thua. Chúng ta lấy đồ, chúng ta phải xác định là lấy đồ late game. Chứ còn lấy đồ đầu game thì nó chỉ có là ở đây này. Nếu mà có búa set thì lấy đây. Búa set đầu game là ok này. Để đánh chuỗi thắng thì lấy búa set hoặc là lấy Blink thôi. Ui rồi, ọc lên được 2 sao luôn. Thế chơi cái gì nhờ? Con này lên được 2 sao thì chơi gì? À, có anh em nhận ra tôi này. Chào gái. Ok, 2 sao thì chơi không? Gladiator à? Không, Gladiator bây giờ yếu lắm.
Meta này Gladiator đánh khó top lắm anh ạ. Thực ra chơi thì vẫn chơi được thôi, nếu mà ra Gladiator sớm thì ra co sớm thì cũng chơi được, nhưng mà cái con này nó không phải co. Con này nó đâu phải co đâu. Con Orc này nó chỉ là con, nó chỉ là con bắp thôi, con support thôi. À, chúng ta cũng chưa biết được có phải ở Gladiator không. Trên mết siêu đẻ. Ờ đúng rồi. Ui đây này, ra cả sói này, ra cả sói này, trứng nữa cơ. Cái chuyện này chưa siêu đẻ được đấy anh em ạ. Không, nếu mà siêu đẻ thì từ từ, đồ này chưa ghép được. Bởi vì là con, nếu mà chơi siêu đẻ thì late game là phải chơi con sói đúng không? Thì đấy, thì con sói thì nó lại cần phải có nhẫn lé ghép với cả cái áo mưa ấy, để ra cái nó gọi là cái gì, dấu ấn tự nhiên à. Xong rồi late game mà chúng ta ghép cái quả trứng hổ phách. Có chơi không? Chơi siêu đẻ luôn nhá. Thế đồ này chưa ghép được. Đồ này bây giờ là nếu mà ghép ấy thì nó sẽ có một cái là chúng ta sẽ bị mất cái áo choàng. Từ từ đã. Đồ này thì tôi nghĩ là bọn nó đang mạnh lắm. Anh em thấy không? Ba Hunter, hai ẹp này. À, ba ẹp rồi hai con hai sao ẹp to vãi đài luôn. Mày quá không đẻ rau này. Mất 6 máu luôn. Mẹ bây giờ bỏ bài vào có khi mất nhiều máu hơn ý anh em ạ. Chưa được. Đội hình này này. Anh em biết tại sao mà tôi nói là chưa đánh được không? Bởi vì nó thiếu một con mết. Nó phải 3 mết cơ thì Heaven Bomber là mới có cửa đánh được. Mà Heaven Bomber này ấy, là bây giờ ấy, là không thiếu, không có blink. Nhưng mà chỉ ghép được lấy được ma lăng thôi. Mà lấy viên ma lăng ấy thì lại có một cái là chả nhẽ lại ghép xung kích thì nó không ghép được xung kích, nó chỉ lấy đúng một viên ma lăng thôi. Còn cái xung kích ấy lấy thì không ghép được cái gì cả. Đấy, mà tương lai thì rất có thể trận này chơi siêu đẻ đấy. Thấy ra được con cây này và con chó sói rồi này. Có một quả trứng ở đây nữa này. Chưa biết. Ui, trận này có thằng Eco đấy nhá. Không không, không được để mất cái chuỗi này. Cái thằng cừu chưa gặp đâu. Phá chuỗi của nó. Bây giờ bỏ bài ra phá chuỗi không? Thực ra bài này cũng không phải là yếu. Hay cho là Eco? Hay cho là Eco nhỉ? Bây giờ mà nó gặp tôi ấy, là tôi thắng là tôi có một cái free roll. Ờ. Được không? Bay toàn cặp này, thấy không? Toàn cặp này bây giờ mà ra một con sói nữa đập trứng luôn cho sói nhỉ. Ok không? Quá ổn luôn, đập trứng cho sói này. Đấy, mà cái bọn mech với bọn goblin này lên được 2 sao thì cũng khỏe lắm nhá. Mỗi tội là thiếu đồ thôi. Không có đồ, phải sau round 10 mới gọi là chơi được. Đấy, định mệnh nó ở cái round này thôi. Round này mà không gặp thì round sau chắc chắn là... Đấy anh em thấy không? Đó là định mệnh rồi. Cái này nó là chắc chắn là tôi phải phá chuỗi rồi anh em ạ. Cho round 11 đấy nha. Tôi không có ý định phá chuỗi của thằng Kiều đâu đấy. Đấy anh em thấy không? Round này tôi bỏ cờ vào là tôi xác định luôn là tôi cho nhường luôn. Nhường chuỗi thua luôn. Đấy nhưng mà anh em thấy không? Nó không cho gặp nhau ở round này cơ. Nó bắt gặp một cái round 11 định mệnh thế thôi. Chắc chắn round sau là phải phá rồi chứ còn biết làm nào. Anh em thấy đúng không? Đúng không? Hợp lý không? Round sau chắc chắn là phá chứ còn làm thế nào nữa đây. Đấy, thế bây giờ lốt cái round này này. Rồi, nhưng mà round sau thì lại phải chốt bài nhanh để còn xem mà chơi cái gì. Khó nhờ. Cũng khó khăn phết đấy. Chốt cái đống này. Goblin thôi nhở, giải tán nhở. Mấy con Goblin cái tầm này thì chơi yếu rồi. Địch mạnh lắm rồi, bây giờ chuyển sang chơi Feather hay là chơi siêu đẻ đây này. Anh em ạ. Rồi. Thực ra round này là nó là cái round mà lẽ ra là nếu mà cái round trước ấy tôi gặp cái thằng cừu thì round này chắc là round sau là tôi sẽ up cấp lên 7 đấy, nên tôi cũng sẽ không bán cờ đâu. Tôi không eco đâu, nhưng mà vì cái round này nó không gặp. Mà gặp nhau round 11 tức là chắc chắn là gặp rồi, mà lại không phá chuỗi thì lại chơi nó lại bị sai anh em. Ừ, ok. Đấy.
Ui dồi ôi, thế này là chơi cái gì? Human à? Human mate à? Mà round này không mua được. Thôi, giữ lại con CM thôi anh em ạ. CM chơi beat. Chơi beat kẹp CM. Siêu đẻ, trận này chơi siêu đẻ được. Chơi siêu đẻ được. Từ từ đã, không bây giờ không bán vội anh em, phải để cái giây cuối cùng bán. Đấy, tôi là tôi chỉ mất 3 giây để bán hết thôi. Ui rồi ôi, thậm chí là tôi còn mất có 1 giây. Mất có 1 giây để bán hết tất cả con cờ. Anh em thấy không, bán rất nhanh. Đối thủ chưa kịp trở tay. Ok. Thế nhưng mà bây giờ mới lại khó này. Sau cái round vừa rồi tôi đã bán mất con Eco. Thôi xong. Ôi chết tôi rồi, quên mất. Bán con Eco tức là bây giờ tôi phải Eco trắng á. Vãi hết cả cứt. Bây giờ mỗi round đẩy mất mười mấy máu. Thôi xong rồi. Lẽ ra là phải giữ lại con Eco. Toàn. Chán đời thật. Đồ cũng chán quá anh em ạ. Vấn đề ở đây nó cái nhẫn lé. Đéo có nhẫn lé. Cái nhẫn lé là cái đồ rất quan trọng của rất nhiều đội hình mà tôi có thể chơi được. Chỉ cần một cái nhẫn lé thôi giải quyết được rất nhiều vấn đề. Có dao rồi. Ghép được hai tia là chơi là feather. Đấy. Feather được. Đấy mà ghép được bling thì là chơi là siêu đẻ. Kết hợp với cả beat. Đấy mà nhẫn lé còn ghép được cái ấy đấy, cái quả trứng đấy anh em, là một cái mảnh ghép của cái quả trứng ấy. Úi dồi, thằng này to này. Vai đái, trận này ra gấu nhiều thế. Câu gấu tiếp không? Cho con gấu vào câu tiếp nào. Không có nhẫn lé, không chơi được một cái bộ nào luôn. Thật sự là thế luôn. Quan trọng lắm anh em ạ, chỉ cần cái nhẫn lé thôi. Lấy cái bling ngon. Bling thì chơi cái gì cũng ngon mà. Bling nó là một cái món đồ late game. Chống lại rất nhiều những cái line up. Chống lại assassin, chống lại những cái bọn mà nó bắt co các thứ. Thằng chơi gấu căng đấy anh em ạ, thằng Trung Quốc là chơi gấu căng thật đấy. Trông ra được gấu đá 2 sao thì không phải là chuyện đùa đâu. Trận này có cả beat này. Ui giời, tốc độ trận đấu này đẩy vãi đài luôn. Ra được gấu mết rồi này. Một cú quay xe sang mết không nhở? Đồ này đồ mết chơi được đấy. Đấy mà cái trận này cảm giác goblin nhiều. Trận này goblin với cả beat. Thấy rất nhiều người chơi goblin với beat thì chơi mết là ngon. Nhưng mà mết gì? Có siêu đẻ không hay là mết đây? Trận này có bom này. Ui bây giờ tôi vẫn đang chưa biết tôi chơi gì thế này. Vấn đề vẫn là phải xem cái đống đồ này nó thiếu cái nhẫn lé anh em ạ. Một cái nhẫn lé giải quyết câu chuyện. Thật sự là như thế luôn. Bây giờ chưa dám ghép ý. Bây giờ chưa dám ghép. Bởi vì anh em thấy đấy là có ghép thì anh em nhìn thế này. Ui rồi ôi. À có anh em hỏi là có chơi siêu đẻ không thì cũng đéo biết là chơi cái gì luôn. Đang còn đang hơi phân vân anh em ạ. Đây cũng mua con sâu ở đây. Mà chưa có mèo. Đấy là vấn đề nó cái chỗ đấy. Chưa có mèo. Chúng ta chưa có những cái con nó cốt lõi ở trong cái bộ siêu đẻ. Cây vẫn còn đang 1 sao. Whisper Seer vẫn chưa lên được 2 sao. Trứng vẫn để đây. Bây giờ mà nó ra một con gấu mết 2 sao nhỉ anh em nhỉ. Thực ra chỉ cần lổ một con gấu mết nữa thôi là quả trứng này nó biết tìm đúng vị trí luôn. Ôi dồi ôi, 38 máu ở round 15 ạ. À. Mẹ vãi cứt. Đến đít rồi anh em ơi. Chết đến đít rồi. Thở oxy gấp. Đầu 3. Đầu 3 ở round 15. Thường cái round này nó phải tầm khoảng hơn 50 máu. Mẹ, bây giờ còn có 13. À còn 38 máu. Không thể tin được. Bây giờ kiểu trận này bọn nó cũng xanh ấy anh em. Toàn 2 sao. Toàn 2 sao, 3 đồ 2 sao ấy. Còn da gấu kia các kiểu xanh vãi đái. Mà tôi lại có một cái sai lầm. Vừa nãy tôi vứt mẹ con Eco đi.
Chuyển sang mết nhỉ. Siêu đẻ nữa không nhở? Siêu đẻ nữa không nhở? À, vẫn đang có lui cái mộng siêu đẻ ở đây. Vẫn nuôi mộng siêu đẻ anh em ạ. Yếu quá. Chết rồi, 38 máu. Tôi bỏ cờ lên như này không biết là tôi có lại được không nhở? Phải bỏ cờ vào giữ máu thôi anh em ạ. Tạm thời là 2 bit kết hợp với cả 2 gấu, 3 human, 3 mét. Thôi, đồ từ từ đã chưa chốt được. Mẹ con cây nhìn không có mắt nhở? Bán mẹ con cây đi. Cáu thật đấy. Bán luôn. Cút. Đây, mua ọc đấy. Có thể là 6 mét đấy anh em ạ. Chơi trận này chơi 6 mét. Nhưng mà cái trận này nó đéo có rớt. Không có rớt thì cũng không tin lắm. Ôi dồi, còn 32 máu kìa. Chết tôi rồi. Ôi tôi vừa bán cây nó ra cây ạ. Trều thế nhở. Như một trò đùa luôn. Cáu thật. Bán mẹ rồi, chơi siêu đẻ không? Sói. Từ từ đã, mua cây rồi đã. Chơi siêu đẻ không nhở? Bán mẹ gấu đi. Cái này mua Whispersia quay trở lại bộ siêu đẻ không? Con gấu đù bây giờ chắc bộ gấu giải tán thôi, chứ còn bây giờ tầm này muộn rồi, muộn lắm rồi đây anh em ơi. Ôi rồi ôi, đao này nó đẩy tôi nhiều máu quá. Ui, 15 máu thôi xong rồi. Đến giờ vẫn chưa chốt được là chơi gì. Ê, có Grim. Grim chóc 9m, có phải không nhở? Chưa biết, rôn cái nữa. Ui, đéo ra gì này. Rôn tiếp. Mèo. Mèo tiếp. Cây. Cây lên 3 sao à? Thunder Spirit. Ui ui, vai cứt đầy hàng chờ rồi. Mình tính, mình tính, mình tính. Xử lý nhanh quả này, quả này. Bán con gì đi đây? Mèo, bán. Bán con này đi. Ui rồi ôi, may quá vẫn kịp. Thôi được rồi. Vậy thì nó sẽ là, nó sẽ là, thôi giải tán cho sói thôi anh em. Đấy, tầm này thôi. Cú luôn, cú luôn, cú luôn, cú luôn. Siêu đẻ đéo ở tầm này nữa. Thôi bài này chốt 9m được rồi anh em ạ. Trận này 9m hợp lý. Nhiều goblin, nhiều beat. Chơi 9m thôi. Nhưng mà phải form 6m trước đã. Bán gấu đi. 25 giây. Rồi rồi, roll thôi. Đây rồi, Grand Herat này. À đây rồi, sao Evo. Đây rồi. Hay quá. Đập trứng luôn cho Thunder Spirit. Ok. Rồi. Bỏ con gấu ra nhở. Đúng rồi. Đây đủ rồi. Hay quá. Rồi chốt 9m luôn nha anh em nhá. Ok. Rồi. Xong. Ui nhưng mà cặp thằng này vẫn thua này. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Chết tôi lại bị đẩy phát lửa này. Ui rồi ôi, sắp chết đến nơi rồi. Thôi mà còn có 15 máu thôi. Ui. Ai cho tôi cái bình thở oxy được không? Phải cứt ạ. Round 27 máu luôn. Mà cái đội hình này là một cái đội hình mà không dễ lật kèo đâu. 7 máu này mà gót đỏ thì thơm, nhưng mà 7 máu này là 9m anh em ạ. Vãi đái thật. Đồ này thì thôi từ từ đã, chưa ghép được, chưa ghép được. Để đấy. Đợi lốt cái round này ghép một thể luôn. Thôi. Lốt round ghép anh em ạ. Có cây ba ở yên tâm, ăn được rau quái yên tâm. Ok. Đây rồi. Tuyết trượng cái đã. Sắp chết rồi anh em ạ, roll thôi. Xả tiền mạnh à.
Với Doom không cần đâu. Doom này. Đây rồi, hay quá, lên 9 luôn. Được rồi, ổn áp anh em ơi. Rồi, lên 9 ở round 21. Ok, lấy giáp băng. Chốt được rồi giáp băng nữa. Ok, lấy được cái gì nữa không? Lấy cái xung kích. Chốt cái xung kích nào. Đó. Xung kích này tí cho con già. Con già 2 sao thì chuyển cho con già thôi. Hay quá anh em ạ. Hay quá, ui dồi ơi. Vừa đúng lúc luôn gặp cái thằng này. Tốt. Tuyệt vời anh em ơi. Cắt được chuối của nó. Hay. Rồi. Hay quá. Ui dồi. Xem nào. Từ từ đã. Mấy cái món đồ này thì chưa ghép được. Chưa ghép được. Từ từ đã. Không biết là có chết không nhở. Sợ thật đấy. Đội hình này thì bây giờ đang chơi ở 9 đúng không? Mà toàn 1 sao. Để tự động đấy. Hai con Thunder Spirit này tôi nghĩ là có khi là vẫn là mạnh ở trong cái giai đoạn này. Chưa cần phải roll tiếp đâu. Tí nữa sẽ roll ở cái giai đoạn mà chúng ta lên được 50 tiền. Chúng ta roll tiếp. 9 Assassin à? À thằng này là 6 Assassin. Kẹp Kira. Ui dồn đồ cho con ấy. Dồn đồ cho con Venom. Đấy nhưng mà không nhấc tay lên. Ồ hay quá. Rồi. Hay lắm. Trận này đi 9m nó là một cái sự lựa chọn rất là chính xác luôn đấy. Không có counter anh em ạ. Trận này không có counter. Trận này toàn Goblin thôi. Goblin với Beat. Sợ mỗi thằng Hunter sắp chết rồi. Hunter sắp chết rồi. Với cả gặp rồi. Còn một thằng vô diệm cũng chơi Hunter cả. Đấy nhưng mà Hunter gì thì không biết. Vô diệm hình như là nó đang có ý định là nó chuyển sang Aegis thì phải anh em ạ. Thấy có vẻ như là nó đang định chuyển sang Aegis đấy. Trận này có 7 đúng không? Có chúa quỷ chơi Aegis à? Thế thì cũng hơi no. Nhưng mà đấy là câu chuyện của late game. Rồi. Ok. Beat thì không sợ. Ở đây là chúng ta chơi là đang là chơi 9m. Sợ gì Beat đâu. Storm Shaman chơi không? Counter vào cái bọn gì nhỉ? Thực ra là Storm Shaman này có thể counter được vào Exit. Đặt được cái vòng chuẩn là cái con 7 nó sẽ chết trước khi nó hú được này. Được. Mua tạm con này. Lên 2 sao rồi chơi thôi. Còn phải lên 10 mới nhét được vào cơ. Bây giờ thì hết slot rồi. Ở 9 này là chỉ có rồng mập lên 2 sao này. Đấy, Grim Chóc lên 2 sao. Thế thôi. Lốt hay con Grand Herat và con Salivo lên 2 sao nữa là xong. Ok. Đấy ơi, ui gặp thằng này chết rồi, tôi đặt sai vị trí rồi. Xoa qua xe quạt không hết nhưng mà vẫn ăn, hay quá. Ồ. Ôi rồi ơi, tôi ăn được luôn, đẩy đi luôn này. Hunter đi rồi. Hay lắm. Càng có nhà 7 máu này gọi lọt một lần là thua đấy. Gặp cái bọn Aegis là lọt một lần là thua. Chỉ cần 3 con Aegis mặc dù là nó chết rồi nhưng mà nó bất tử thôi thì là chắc chắn là thua. Sợ thật. Càng quá anh em ơi. Thằng này chết bất cứ lúc nào chứ. Cả cái bọn Assassin cũng rất là nguy hiểm nhá. Cái bọn Assassin không đùa đâu. Bây giờ phải làm nào để sống sót được đến ra 30 đây. Phải sống được đến ra 30 anh em ạ. Sống được đến ra 30. Có giáp băng thì là lúc đấy mới là sống. Đấy còn nhưng mà đương nhiên là đối thủ lúc đấy cũng sẽ có cái BKB. BKB 2. Nhất là mấy cái thằng Assassin nó cực kỳ nguy hiểm đấy nhá. Trận này gặp Aegis với Assassin là sợ. Còn Beat với cả cái bọn Goblin thì không sợ lắm. Thằng vô diện sang nhá. Để ý nhá, vô diện sang soi nhá. Rồi, chốt gậy tà ác. Chống bọn nó hồi máu. Ok. Đốn tiếp nào. Ui, Squire à? Được. Thằng
Thunder Spirit. Thôi tôi nghĩ là bây giờ không chơi con này nữa. Bởi vì là cái con Squire này nó trùng bộ Saman. Trận này có khi thôi không chơi Flame. Trận này chơi bằng già thôi. Cần những cái đam clear anh em ạ, trận này cần đam clear nhiều hơn. Bởi vì cái quan trọng nhất đó là có cái xung kích mà không có cái blink. Nếu mà có cái blink thì chơi Grim combo kết hợp với cả Flame và con dòng mập thì cũng ngon đấy. Nhưng mà không có blink anh em ạ. Trận này thôi chơi già xung kích đằng sau vỉa thôi. Rồi hay quá, gặp thằng này đã ăn rồi. Đấy, Dash Spirit 2 sao. Nhưng mà rồi cũng xuống hố rồi. Hay quá, sống ở round 27 rồi anh em ạ. Ui dễ chết thành công, đang có chuỗi kìa. Đúng rồi, Doom mua nhá anh em nhá. Trận này có gót đỏ phải mua Doom. Xả tiền mạnh thôi. Hết tiền luôn anh em ơi. Round sau gặp thằng gót đỏ rồi. Chưa đủ mạnh để đánh với gót đỏ đâu. Đây rồi, bây giờ thì mới đủ sức mạnh để đánh với gót đỏ này. Ok. Thôi thay già vào thôi. Thay già vào Flame ra thôi anh em ạ. Doom này có giữ lại không nhỉ? Không, Doom thì chưa cần. Chưa cần, bao giờ gót đỏ ấy nó phải ra được co 5 đô cơ. Dash Spirit các thứ thì mới cần. Rồi ok. Ra xung kích. Rất nguy hiểm đấy, rất nguy hiểm đấy nhá. Gót đỏ không đùa đâu. Gót đỏ là cực kỳ căng đấy. Trận này là gót đỏ là mắc binh đấy. Hết sức cẩn thận với gót đỏ. Ngoài cái thằng Egosit ra thì cái bộ gót đỏ là cái bộ cực kỳ nguy hiểm. Đấy rồi, lại đây bạn ơi. Chưa có co 5 đô, đang chơi bằng co 1 đô. Đang chơi bằng Heaven Bomber. Hay quá. Ăn được không? Ăn được không? Hay quá, ăn được. Anh em ơi, may quá, con già nó quẹt được mấy đường chuẩn. Đấy, mặc dù là ăn được nhưng mà cũng lọt được có một chút thôi. Không nhiều lắm. Rồi thôi bây giờ chắc là chuẩn bị là lên chúng ta sẽ chuẩn bị lên 10 đó. Lên 10 kẹp thêm được Squire vào. 29 lên 10. 29 được ra chưa đủ tiền lên 10. Phải hết sức cẩn thận nhá. Nguy hiểm lắm đấy. Vừa lấy có thằng nó sang nó soi counter tôi. Chính là thằng Egosit đấy. Phải cẩn thận thằng Egosit. Thằng Egosit là nó bắt co của mình là căng lắm đấy nhá. Nó sẽ bắt cái con Thunder Spirit của tôi đấy. Nên là tôi phải chuyển vị trí của con Thunder Spirit. Anh em ạ. Cái lý do sao mà tôi luôn chuyển cái vị trí của con Thunder Spirit là như thế. Ui tôi chết mẹ tôi rồi. Ôi rồi ôi. Quả này lọt mẹ mất rồi. Tôi chết tôi rồi. Còn có 7 máu thôi. Ui ui con này mấy máu. À. Ui con này 5 máu. Vẫn còn 2 máu. Vãi cứt. Đấy tôi cứ để ý cái nhà Egosit đấy anh em. Tôi có phải chuyển vị trí nên là tôi lại bị lọt mất cái nhà Assassin. Mới sợ như này. Mẹ nó. Sợ thật sự. Nhà Assassin Kira. Bởi vì con Thunder Spirit của tôi vừa nãy là nó không chạm được vào người của con ấy. Con Kira của nó. Cái con Velomancer ấy. Chính vì thế là rất là nguy hiểm. Mà cái con này tôi không thể để một chỗ được. Rất có thể là nó đang xếp bài. Nó cướp cái con này của tôi. Nó dí cái con Thunder của tôi. Nên là cái vấn đề là con Thunder này phải đổi chỗ liên tục anh em ạ. Không là chết đấy. Thunder mà để một chỗ thì chắc chắn chết. Đây rồi, gặp rồi. Anh em thấy chưa mẹ. Nó để con AM đứng đúng vào ke đầu cái con Thunder của tôi. Nhưng mà rất tiếc. Rất tiếc. Counter nữa đi bạn ơi. Ui rồi ôi. Tôi lại để cái con Thunder có cái giáp băng cơ. Thế là cái con Tabu Witcher ấy, nó chém vào nó lại cái giáp băng nó tỏa ra luôn. Thế là nó đóng đá. Thế là vẫn phọt được trưởng. Thế là lại ăn được. Phọt xong trưởng thì lốc lên xong. Đấy, cái câu chuyện nó chỉ đến thế thôi. Bây giờ nó gọi là yên tâm rồi đấy. Yên tâm rồi đấy. Đấy, trận vừa rồi thằng Egosit có 7 rồi vẫn đi. Ok. Rồi. Còn lại nó sẽ là hai nhà gót đỏ với cả nhà
Nhà gấu à? Gấu kết hợp với Metalite. Ok. Trận này là sẽ có 3 Metalite. Có Tôn Ngộ Không đấy. Trận này có Tôn Ngộ Không. 3 Metalite rồi kìa. 3 Metalite kẹp với cả Glacier, 4 Glacier. Căng nhỉ. Đây, cho dồn đồ cho dồn bập đi. Mày bây giờ lọt một con nữa, thua chết anh em ạ. Trò chơi sinh tồn. Càng quá. Giáp băng. Ôi dồi ôi. Chấn phái đây rồi anh em ơi. Được, 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 được. Có cơ hội, có cơ hội. Có cơ hội, vẫn còn cơ hội sống sót anh em ơi. Được. Cần đéo vào chơi Doom nhỉ. Trận này thôi, bỏ Doom anh em ạ. Trận này không cần Doom đâu. Tí nữa tìm sau. Tìm sau, bán Doom đã, bán Doom đã. Bây giờ bán Doom. Doom bây giờ từ từ. Thunder Speed 3 sao xong rồi vứt hai rồng vào đây anh em ạ. Từ từ đã, tí nữa tìm Doom sau. Không vấn đề. Về căn bản là bây giờ ấy, cái thằng đỏ nó vẫn chưa chơi có 5 đô. Cho con Doom vào vô nghĩa anh em ạ, không có ý nghĩa gì hết. Bao giờ phải chơi bằng có 5 đô mới chơi Doom cơ. Nên là thôi, cứ từ từ tí nữa tìm sau. Bây giờ mạnh đã anh em ơi, sống sót đã. Ui rồi cái gì đây? Vai. Ôi anh em ơi, anh em có nhìn thấy cơn bão vừa đi qua không? Ui mạnh thế. Ui rồi ui. Cái con Thunder Spirit nó lên 3 sao. Mẹ nó hóa treo hả anh em? Căng thật. Xòe quạt 17k đam, trông lực thế nhờ. Ôi dồi ôi, anh em nhìn cái quả nó xòe quạt kìa. Căng. Mạnh thật sự luôn. Cửnh. Khá đấy. Khá đấy. Trông quả xòe quạt như thế là uy tín rồi. Uy tín đấy. Được. Trời ơi, con này bây giờ tín thế nhờ. Xòe quạt 17k đam kìa anh em, nhìn lực thật. Đúng là chúa tuể của băng giả. Chúa tuể của băng giả. Căng thật đấy. Ui lại tiếp này anh em ơi. Con ngủ không 2 sao đéo nhấc được tay lên luôn anh em ạ. Đúng như mình chết. Dã man. Ngộ Không 2 sao cơ à? Ui giời ơi, Ngộ Không cơ đấy. Ngộ Không cơ đấy. Ngộ Không thì cũng chỉ là một con khỉ ở trong bão tuyết thôi anh em ơi. Một con khỉ cởi chuồng giữa mùa đông lạnh giá. Không có cửa. Ui giời ơi, trông kìa. Thôi xong rồi. Squire lên được 3 sao anh em ơi. Đây là cái round quyết định. À, đối thủ bắt đầu kiếm Marine kẹp vào kìa. À, được, được bạn ơi, kiếm Marine đi. 3 Metalite kẹp thêm 2 Marine vào, giảm 50% kháng phép. Liệu rằng có thể sống sót được qua cái mùa đông giá lạnh này không? Ây da, ây da, ây da. Đổi chỗ nhanh thế, đổi chỗ nhanh thế bạn ơi. Này thì đổi chỗ với chúng tôi. Ôi, chiến thắng rồi, chiến thắng rồi. Lật kèo thành công rồi anh em ơi. 3 Metalite kẹp với 2 Marine vẫn đứng im đến chết luôn. Khỉ này tôi nghĩ là không phải là Ngộ Không rồi. 72 phép thần thông biến hóa đâu mà để chết rét thế này. Vừa nay tôi cứ ngỡ tôi top 8 ấy. Đéo hiểu bằng một cái lý do đấy mà tôi lên được top 1. Chắc may mắn anh em ạ. Thôi tôi nghĩ chắc chỉ có thể giải thích được bằng cái việc là may mắn thôi. Trận đấu kết thúc ở round thứ 33. Tốc độ trận đấu quá nhanh. Công nhận cái meta này nhanh thật. Đẩy kinh khủng khiếp luôn. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các cái clip khác của tôi. Nếu như có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem một cái layup cực kỳ mạnh mà tôi giới thiệu cho anh em nhá. Mạnh nhất meta này luôn. Có thể nói là như vậy. Hay lắm. Tin tôi đi, xem đi nhá. Và anh em nếu mà anh em ghét tôi ấy, thì anh em có thể chọn clip bên phải để xem người ta chửi tôi, chửi từ đầu game đến cuối game nhá anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc
hoặc link dưới phần mô tả của video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.